khi tự do là sống phong cách, từng bước chinh phục giấc mơ và kiến tạo giá trị đỉnh cao để tận hưởng cuộc sống luxury sky living chuẩn Mỹ tại The Beverly Solari. Với vị trí tiềm năng, The Beverly Solari dang rộng đôi cánh tự do, mạnh mẽ bay cao, nâng tầm phong cách sống của các chủ nhân tương lai, khẳng định vị thế tiên phong. Phân khu The Oasis, ốc đảo tự do với tầm view kinh đảo Thousand Flowers thơ mộng và sông Đồng Nai khoáng đạt. Không gian sống và nghỉ dưỡng riêng biệt với hồ bơi ốc đảo, suối bật cảnh quan, phố cò Rodeo, vườn cò California. Nằm gần hệ thống trường học chất lượng cao, nơi lý tưởng để các chủ nhân nhí vui chơi học tập và tìm tòi khám phá ươm mầm tri thức cho tương lai. Phân khu The Tropical, tâm điểm kết nối sôi động với phong cách nhiệt đới độc đáo, thiên đường xanh bao bọc nội khu với hồ bơi nhiệt đới, vườn cò nhiệt đới Honolulu, sân chơi trẻ em, mang đến 365 ngày trải nghiệm không khí trong lành tươi mát. Thỏa thích mua sắm tại đại lộ mua sắm Rodeo, sải bước ở trung tâm thương mại Vincom Megamall sầm uất, nhộn nhịp ung dung tận hưởng thời gian vui chơi thư giãn tại quảng trường Golden Eagle rộng lớn, cùng cảnh quan thiên nhiên xanh đậm chất sống bờ tây nước Mỹ, kiêu hãnh cùng hàng trăm tiện ích kề cận như công viên 36 hecta quy mô hàng đầu Đông Nam Á, hệ thống trường học VinSchool, bệnh viện quốc tế VinMed, xe buýt VinBus, đưa đẳng cấp sống lên tầm cao mới hiện đại và tiên phong. Cánh cửa bước vào không gian tiện nghi sang trọng bậc nhất thiên đường sống, nghỉ dưỡng, trải nghiệm, khám phá, tận hưởng cuộc sống thường lưu. Sống chuẩn Mỹ, sống tại The Beverly Solari. The Beverly Solari, sống tròn chất Mỹ, làm chủ tầm cao.